tớ đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ thì các bạn có thể quan sát này, lông đã bắt đầu nhũn ra hết rồi nha. Sau 2 phút thì lông nó lại nhũn ra như thế này rồi. Và bây giờ thì tớ sẽ sử dụng một cái khăn thôi là nó đã lấy được hết tất cả những cái đám lông này rồi. Nhũn hết rồi này các bạn ơi, rất là dễ, có thể lau đi luôn. Hết lên, và bây giờ tớ sẽ lau nha. Sạch bóng quần thủ, sạch không còn một sợi lông luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể quan sát này, bao nhiêu lông, lông cứng, lông lầy, lông rộng như thế nào vẫn có thể ra được hết các bạn nhé. Sau khi tẩy xong thì các bạn có thể quan sát là da của chúng ta sẽ trắng luôn, trắng hẳn luôn ấy. Da này một bên này chưa tẩy này. Rồi bây giờ mình sẽ lau nốt bên kia nha. Ui giời ơi. Trời ơi, bao nhiêu lông cũng sạch luôn, không còn một sợi nào ở trên cả. Tẩy lông chắc bạn ấy không còn nhận ra đây là đôi chân của mình luôn quá. Tại sao lại chân của mình lại có thể trắng được đến như thế này mà bấy lâu nay mình không biết. Sạch bóng các bạn ạ. Rồi, sau khi tẩy hết lông, lau sạch lông rồi thì mình sẽ sử dụng thêm serum trị lông vĩnh viễn nhé. Cái serum này thì nó sẽ gây ức chế các cái nang lông, không cho lông mọc trở lại nữa. Đây này các bạn, cái lọ này thì bên mình đang có chương trình là tặng kèm luôn nha. Mua tẩy lông thì sẽ được tặng kèm serum trị lông vĩnh viễn. Giá của tẩy lông hôm nay chỉ có là 280.000 đồng thôi. Sau khi tẩy xong thì các bạn cho nhỏ cho mình tầm khoảng 2 đến 3 giọt serum trị lông vĩnh viễn nhé. Tẩy một lần sạch mãi mãi các bạn ạ.